Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Thu sẽ cùng với mọi người tập một bài tập yoga rất đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Làm sao để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh này, da đẹp Giáng sinh và đặc biệt ý là mọi người sẽ có một cái sức khỏe dẻo dai sau Covid. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tập với huấn luyện viên Hoài Nguyễn, cũng là người sẽ trực tiếp hướng dẫn Thu trong các bài tập yoga hàng ngày nhé. Rồi ạ, chúng ta bắt đầu thì mình chỉ cần ngồi thoải mái trên thảm nhé. Tư thế ngồi chúng ta ngồi một cách thoải mái, không cần phải vắt chân lên hay như thế nào bắt buộc cả. Quan trọng là gì, cái đầu gối của chúng ta nó sẽ thấp xuống. Chúng ta không để chân nó bị bênh lên như này thì cái lưng mình nó sẽ bị mỏi nhá. Ngồi và mình kéo nhẹ cái phần cơ mông ra phía sau để cái xương ngồi của mình nó chạm xuống sàn. Như thế là mình sẽ thấy thoải mái. Còn những ai không thoải mái khi ngồi trên mặt thảm, chúng ta có thể kê nhẹ một cái gì đó ở dưới mông nhá, thì mình sẽ thấy rất thoải mái. Vì nhiều người cái cơ gập hông của mình nó bị bó, chúng ta không thể ngồi như thế này được. Rồi, sau khi ngồi tư thế thoải mái rồi, chúng ta cố gắng là thu nhẹ bụng một chút này, cuộn xương cụt xuống phía dưới. Đó, để cột sống lưng của chúng ta thẳng và đặt nhẹ hai tay lên đầu gối. Chúng ta bắt đầu bài tập bằng cái bài thở cơ hoành nhá. Bài thở cơ hoành rất quan trọng này, buông mềm hai vai, khép mắt lại, cằm chúng ta song song với sàn nhá. Không gập cằm, không hướng cằm lên, để đỉnh đầu chúng ta kéo cao lên thôi. Đó, thả lỏng gương mặt và chúng ta bắt đầu hít thở một vài nhịp thở bình thường, dõi theo cái nhịp thở của mình thôi, để cảm nhận hơi thở và kết nối hơi thở với tâm trí của chúng ta trước. Chúng ta sẽ thở khoảng 3 đến 5 nhịp thở bình thường, hướng cái ý thức của mình vào bên trong, cảm nhận cơ thể. Rồi sau 3 đến 5 nhịp thở chúng ta đã ổn định được rồi thì mình sẽ thở hết ra một nhịp và chuẩn bị vào bài thở cơ hoành nhé. Thở hết ra một nhịp này. Hóc bụng chúng ta bắt đầu này, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ đẩy cơ hoành xuống, khoang bụng và căng cái bụng của mình ra. Phình bụng ra phía trước. Từ từ mình thở ra thì rút cơ hoành lên phía trên khoang ngực và bụng mình sẽ xẹp vào. Tiếp tục như vậy, hít vào thật sâu, phình căng bụng lên nào. Chậm rãi chúng ta thở ra, thu bụng lại. Nhớ là luôn thả lỏng gương mặt và vai. Tiếp tục hít vào thật sâu nào. Nhẹ nhàng thở ra thật chậm rãi. Chúng ta sẽ thở cũng khoảng 5 nhịp. Hít thật sâu nào. Từ từ thở ra. Một lần nữa nhá, chúng ta hít thật sâu lên nào. Đưa khí xuống đáy phổi và căng bụng ra hết cỡ. Và từ từ chúng ta thở ra. Rồi, bởi vì bài tập của chúng ta diễn ra trong vòng nửa tiếng cho nên chúng ta sẽ chỉ thở một chút thôi. Nếu mọi người có thời gian thì chúng ta có thể thở như vậy khoảng 5 đến 10 phút nhé. Ngồi hoặc là chúng ta nằm cũng được. Rồi, chúng ta sẽ xoa hai tay vào nhau này. Làm ấm tay. Mình khép mắt lại và đặt cái bàn tay lên mắt để thả lỏng cái đôi mắt của mình. Những người làm việc văn phòng thì chúng ta hay bị mỏi mắt, chúng ta cũng tập cho mắt một chút nhé. Nới lỏng tay một chút, tay vẫn giữ ở trên mắt. Chúng ta nới lỏng tay và chớp cái mắt nhẹ nhàng. Chớp mắt nhẹ nhàng để thả lỏng cho đôi mắt. Khi mắt chúng ta được thả lỏng thì tâm trí của chúng ta cũng sẽ thả lỏng theo. Chớp mắt nhẹ nhàng. Rồi hạ tay xuống, chúng ta mở mắt ra và nhìn bàn tay. Chắp tay, namaste, chúng ta chào nhau nhé. Rồi chúng ta sẽ đan hai tay vào. Đan hai tay vào. Thả lỏng cái cổ tay của mình trước, khởi động cái cổ tay thật kỹ. Ngược lại nào. Rồi, bây giờ đặt hai tay lên đầu vai này. Chống các đầu ngón tay lên vai. Hít vào chúng ta đưa hai khuỷu tay về phía trước, kéo lên trên. Thở mở căng ra phía sau và hạ xuống. Hít vào tay lên, khuỷu tay chúng ta chạm vào nhau. Thở mở ra sau và hạ xuống dưới. Hít vào kéo lên. Thở ra, ra sau.
Chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược lại, hít vào nâng từ phía sau lên, cao lên, thở khép lại phía trước và hạ xuống. Lặp lại, hít vào nâng lên, thở ra khép lại hạ xuống. Đúng rồi, một lần nữa hít vào nâng lên và thở ra chúng ta hạ vai xuống. Rồi đặt hai tay nắm vào đầu gối. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động cái vùng cổ. Chúng ta thường rất hay là bị mỏi phần vai và cổ, cho nên phần vai và cổ chúng ta chú trọng nhiều nhé. Khi xoay cổ chúng ta sẽ dùng cằm vẽ một hình tròn phía trước mặt. Hít vào thì chúng ta đưa mặt lên và thở ra thì chúng ta xoay xuống, là kết thúc một vòng hít thở và chúng ta kết thúc một vòng xoay cổ, được chưa ạ? Ta bắt đầu từ bên phải này. Hít, chúng ta hướng cằm sang bên phải, vươn lên trần. Rồi từ từ thở thì chúng ta hạ sang bên trái, hạ xuống dưới. Xuống dưới về giữa, lặp lại, hít vào xoay lên bên phải, vươn lên. Thở xoay sang bên trái và đưa cằm xuống dưới về vị trí cũ. Tiếp tục một vòng nữa, hít vào xoay lên, vươn dài. Thở ra, đưa cằm về vị trí cũ. Dừng lại, chúng ta sẽ đổi bên. Sang bên trái trước là chúng ta hít vào xoay lên. Thở xoay xuống theo chiều bên phải. Tiếp tục hít vào xoay lên. Căng luôn cái cổ của mình luôn, được kéo giãn. Thở ra, đưa cằm xuống. Một lần nữa hít vào xoay lên. Khi xoay cổ chúng ta nhấn khớp vai xuống để tối đa cái việc kéo giãn cơ cổ của mình. Thở đưa cằm xuống. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta đã khởi động xong cái phần vai và cổ nhá. Bây giờ chúng ta duỗi nhẹ hai chân về phía trước. Vì có thể ngồi mọi người không quen thì chúng ta sẽ thả lỏng chân một chút, để tránh chúng ta bị tê chân nhá. Và cái cổ chân xoay này, xoay từ trong ra ngoài. Sau đó chúng ta lại xoay ngược lại từ ngoài vào trong. Đó, duỗi căng cái mũi chân ra để cổ chân của mình nó được khởi động kỹ nhất có thể. Rồi bây giờ đến đầu gối, chúng ta nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Đó, đúng rồi. Để thả lỏng cả khớp gối và một chút cái khớp hông của mình nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi lại như lúc đầu, khoanh chân lại thoải mái nhất. Chúng ta sẽ khởi động một chút cái cột sống của mình nhá. Đan hai tay về phía trước, đặt tay xuống dưới này. Hít vào chúng ta sẽ ngược lòng bàn tay về phía trước, vươn dài tay lên cao, kéo căng hết cỡ và cằm chúng ta hướng lên trần nhá. Hướng cằm lên chứ không phải là mình ngửa cổ ra sau, nó khác nhau nhá. Hướng cằm lên, kéo căng cổ lên, giống như mình vươn vai buổi sáng ấy. Thở ra chúng ta vươn, đưa tay về phía trước, thả lỏng tay, đặt tay lên chân và chúng ta kéo căng cái vùng gáy phía sau đầu, mắt nhìn xuống. Đúng rồi, hít tiếp tục vươn dài tay lên cao, kéo căng hai bên lên sườn và đẩy thẳng tay lên chân, mắt nhìn lên, cằm hướng dài lên. Thở ra, đưa tay xuống thì chúng ta thu cái vai lại, mềm vai ra và nhìn xuống. Một lần cuối, hít vào chúng ta vươn tay lên nào. Lần cuối chúng ta sẽ giữ lại. Rồi và giữ nguyên tư thế trong 5 nhịp đếm. Khi giữ chúng ta hít thở bình thường, đẩy căng tay lên phía trên. 5, 4, 3, kéo căng hết mức có thể lên. 2, 1, thở ra chúng ta đưa tay xuống, mềm vai và nhìn xuống. Cũng giữ ở đây 5 nhịp, cảm nhận cái vùng cổ phía sau. 5, mềm vai, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục hít vào chúng ta nâng hai tay lên, mắt nhìn thẳng, lần này mắt nhìn thẳng. Thở chúng ta gập tay về sau này, đặt hai tay ở phía sau, nó sẽ ở trên cái chân tóc của mình một chút nhá. Hít vào mình mở căng khửu tay, đẩy căng lồng ngực lên và mắt nhìn lên trần để mềm cái vai ra. Thở mình sẽ cong lưng lại, khép khửu tay về phía trước, hóp bụng, mềm vai và nhìn xuống. Đúng rồi, hít vào tiếp tục làm 3 lần. Mở ngực, đẩy cằm, nhìn lên nào, kéo xương ức về phía trước. Thở ra, cong lưng lại, hóp bụng, khép khửu tay. Cái vai mình không xô lên, nhấn khớp vai xuống. Một lần nữa, hít vào mình mở căng tay, đẩy căng cái cằm lên trên, cổ dài lên và giữ nguyên như thế. Hít thở bình thường này, chúng ta cảm nhận cái lồng ngực của mình được giãn ra và hít thở dễ dàng hơn. 5, giữ nguyên như thế, 5 nhịp đếm. 4, 3, 2, 1, thở chúng ta thu tay vào. Lúc này mình sẽ kéo căng toàn bộ phần cổ và lưng phía sau nhé. Thả mềm cái vai xuống, giữ 5 nhịp đếm. 5, 4, 3, 2,
Một, rồi hít vào chúng ta mở tay, nâng người nhìn thẳng. Tay chúng ta vẫn giữ ở đây và mình sẽ khởi động cái phần lườn một chút. Hít vào chúng ta nhìn thẳng thôi. Thở buông tay phải sang bên phải, chống thẳng hàng với hông, với xa tay ra một chút. Nâng cao khử tay trái và xoay mặt nhìn lên trần, nhìn lên bên trái. Đúng rồi, nhớ cái tay mình không gồng vào vai như thế này. Nâng cao người lên, hít vào, co đưa chặt tay phải về vị trí. Thở chúng ta đặt tay trái sang bên trái và nâng khử tay phải lên, đẩy lồng ngực về phía trước và tay đưa ra sau. Hít vào trả tay trái lên, chúng ta cũng làm 3 lần như thế. Thở ra nghiêng sang bên phải, nhìn lên bên trái. Hít vào về giữa nào. Nhớ là làm động tác đồng điệu với hơi thở. Thở chúng ta nghiêng trái, nâng vai phải lên nào. Một lần cuối, hít vào. Thở ra rồi chúng ta nghiêng bên phải. Cảm nhận toàn bộ vùng lườn và hông bên trái. Mắt nhìn lên, giữ nguyên và hít thở bình thường. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng tay phải. Thở chúng ta đổi sang bên trái. Rồi nhìn lên bên phải. Cố gắng là nhấn cái hông bên phải của mình xuống. Nếu hông mình bênh lên thì chúng ta sẽ không cảm nhận được phần lườn. 3, 2 và 1. Hít vào trở về giữa nào. Thở ra chúng ta buông hai tay xuống. Rồi hít một lần vươn dài hai tay lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở kéo căng tay về phía trước, trượt dài cánh tay và chúng ta cố gắng làm được thì mình sẽ hạ cằm xuống. Nếu không chúng ta có thể hạ trán xuống, duỗi dài cái lưng của mình ra, mông nhấn xuống sàn và giữ nguyên một chút, buông mềm hai vai, thả mềm khuỷu tay, giữ 5, hít thở bình thường, cảm nhận cái lưng của mình được kéo giãn. 4, 3, 2, 1, hít vào chúng ta nâng người lên, thu tay về trước, tay chúng ta vẫn chống, tạo thành một góc 45 độ so với cơ thể của mình. Lưng thẳng, không cong lưng như này. Đẩy ngực lên phía trước là lưng mình sẽ thẳng nhá. Hít chúng ta nâng cao tay phải lên, tay ở phía dưới chúng ta nhấn xuống, tay trên vươn dài lên. Thở ra chúng ta hạ vai bên phải, hạ vai và hạ cái đầu của mình xuống. Sau đó thì mở cánh tay trên lên trần, mình cảm nhận cái vai. Lặp lại, hạ tay trái xuống, hít vào lại nâng tay phải lên. Chúng ta sẽ làm 3 lần như thế. Thở ra, vai phải hạ xuống, hạ đầu xuống, mở tay trái lên trần. Nếu ai không mở được lên trần thì chúng ta cứ đặt tay trái ở phía trước cũng được. Một lần nữa, hít vào, chúng ta nâng tay phải lên, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, chúng ta hạ vai xuống và mở tay trái lên. Ai không làm được chúng ta duỗi dài tay trái về phía trước cũng được. 5, mình sẽ kéo giãn cái vai phải ở bên dưới. 4, nếu làm được nâng tay lên cao hết mức có thể. 3, 2, 1, hạ tay trái xuống và nâng người lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi bên làm ngược lại. Hít vào chúng ta nâng tay trái lên. Thở ra chúng ta hạ vai và đầu xuống rồi mở tay phải lên cao. Lần 2, hạ tay phải xuống, hít vào mở tay trái lên. Thở, chúng ta hạ vai xuống, rồi nâng tay phải mở ra, để lưng mình vặn nhẹ nhàng nữa. Một lần cuối, hạ tay phải xuống và hít vào nâng cao tay trái với dài lên trần. Mắt nhìn lên và giữ nguyên, hít thở bình thường. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, chúng ta hạ vai xuống, rồi mở tay phải ra sau, cố gắng mở căng tay. Nếu không làm được, chúng ta thẳng tay về trước. Giữ nguyên, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ tay phải xuống vị trí cũ và nâng người lên. Chúng ta ngồi thẳng lên. Như vậy là chúng ta đã khởi động được cột sống theo nhiều chiều, kéo giãn, nghiêng lườn và vặn xoắn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa hai chân chống lên phía trước, thả lỏng cái hông một chút bằng cách đưa đầu gối sang hai bên. Đầu gối sang bên phải thì chúng ta xoay mặt sang bên trái. Hít vào đưa gối về giữa. Thở đầu gối đổ sang bên trái, chúng ta sẽ xoay sang bên phải. Rồi làm như thế 3 lần, hít vào, về giữa. Thở ra, vặn chân sang phải. Hít vào, thở ra. Tư thế của chúng ta rất dễ. Một lần nữa, hít vào và thở ra. Chúng ta cảm nhận cái vùng eo mình được xoắn một cách nhẹ nhàng. Giữ ở đây và hít thở. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào chúng ta trở về giữa.
thở ra, đổi chân sang bên trái thì mình nhìn sang bên phải và giữ. Giữ tư thế chúng ta vẫn hít thở nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, mình trở về giữa. Thở, chúng ta duỗi chân ra. Hai chân trụm về phía trước, tạo trụm vào nhau ở chính giữa, thẳng hàng với hông. Sau đó chúng ta sẽ co chân phải lên, chống chân phải, bàn chân phải cạnh với đầu gối của chân trái. Rồi, bây giờ hai tay chúng ta chống về phía sau. Chống hai tay về phía sau này. Hít vào, chúng ta sẽ duỗi bàn chân trái. Rồi siết nhẹ cơ mông và cơ đùi để nâng cao hông lên, nâng xương ức và cằm hướng lên trần, không ngửa cổ ra sau nhé. Chúng ta nâng đầu lên, thở ra hạ mông xuống, tách nhẹ đầu gối phải sang bên, dựng bàn chân trái và với tay một chút về phía trước, ngực đẩy lên thôi. Chúng ta đừng để lưng bị cong nhé, đẩy ngực lên. Đó, không cần cúi nhiều. Lặp lại, tay về phía sau nào. Tiếp tục lần 2, hít vào nâng hông cao lên, đẩy ngực lên. Thở ra hạ mông xuống, tách nhẹ đầu gối, dựng bàn chân trái và vươn dài tay, lồng ngực đẩy căng. Đúng rồi, một lần cuối, hai tay về sau và duỗi chân trái, hít vào mông lên. Giữ ở đây, chúng ta dùng cái cơ đùi và cơ mông, nâng cao lồng ngực lên. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra mông xuống, đưa nhẹ đầu gối trái phải sang bên, dựng bàn chân trái và vươn dài hai tay. Rồi đẩy căng ngực và chúng ta giữ nguyên, cảm nhận cái kheo chân trái và vùng lưng phía sau được kéo giãn nhẹ nhàng. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, chúng ta nâng tay lên, hai tay thẳng, đầu gối phải dựng lên. Rồi thở, chúng ta hạ tay xuống thì vắt chân phải sang bên trái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay nhẹ bàn chân sang bên trái, đặt tay trái ra sau, thẳng hàng với mông, thẳng hàng với cái hông của mình, thẳng hàng với hông trái nhé. Rồi hít vào, chúng ta sẽ nâng hông lên và kéo tay phải áp sát vào tai. Thở hạ hông xuống thì đưa tay phải về phía chân, thẳng về phía chân. Rồi đây, người mình tay trái vẫn chống ở phía sau. Hít vào, lặp lại, nâng mông lên, kéo căng tay phải. Thở ra hạ mông xuống, đưa tay về phía chân. Một lần cuối, hít vào, chúng ta nâng mông lên. Nếu thoải mái mình có thể kiễng cái gót chân phải lên nhé, tay phải căng lên. Giữ nguyên như thế. 5, 4, 3. Tư thế này giúp chúng ta sẽ làm thon gọn cơ thể nhé. 2 và 1. Thở ra hạ mông xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gập cái chân trái này về phía sau. Đúng rồi, chân phải chúng ta vẫn chống chếch một chút nhá, để mình thấy thoải mái này. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một tư thế để làm giãn lưng, tay trái mình chống về phía sau, tay trái nhá. Đúng rồi, hít vào, chúng ta kiễng gót chân phải này, ký đầu gối trái, nâng cao cái hông của mình lên, tay phải kéo căng ra sau, đẩy hết cỡ cái ngực của mình về đằng trước, nhìn lên. Giữ nguyên cái tư thế này, cảm nhận toàn bộ phần thân trước và lưng của chúng ta được kéo giãn nhé. Hít thở bình thường nào. 5, 4, đúng rồi, rất tốt. 3, 2, 1. Thở, chúng ta hạ mông xuống này, chân giữ nguyên, đặt tay phải ra phía sau. Đúng rồi, quay người sang bên phải và đặt khuỷu tay trái ra ngoài đầu gối. Chúng ta sẽ vặn một chút, nâng cái lồng ngực lên và hóp bụng vào thì lưng của mình sẽ thẳng nhé. Hai vai thẳng và nhìn ra sau. Giữ nguyên tư thế này, chúng ta vẫn hít thở bình thường và cảm nhận cái vùng bụng của chúng ta nó được xoắn. Ở đây chúng ta sẽ xoắn sâu một chút, cái mỡ nội tạng của chúng ta nó sẽ được giảm bớt đi nhá, nếu chúng ta tập những cái tư thế vặn xoắn nhiều và mình kết hợp với hơi thở đúng. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi thoát thế, chúng ta buông tay và duỗi hai chân về đằng trước, mình thả lỏng chân một chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ đổi bên này, hai chân trụm về giữa như lúc đầu và chúng ta chống chân trái cạnh đầu gối chân phải. Lặp lại cái chuỗi động tác vừa giờ với bên này, hai tay mình chống về sau, duỗi dài chân phải ra. Hít vào, chúng ta sẽ nâng cao hông và lồng ngực lên, siết cơ mông vào. Thở ra hạ mông xuống, co bàn chân lên một chút, chúng ta vươn dài. Khi chúng ta co bàn chân như thế này thì cái kheo chân của mình sẽ nó sẽ giãn hơn. Rồi lặp lại, hai tay về sau, hít vào nâng hông lên cao, siết cái mông vào thì hông chúng ta sẽ lên cao được. Thở ra hạ mông xuống, co bàn chân phải nhớ, vươn dài tay và nâng lồng ngực lên, chúng ta không cần cúi nhiều. Một lần cuối, tay về sau nào, và hít vào nâng cao hông lên. Rồi giữ ở đây, 5, hít thở bình thường, 4, 3,
2, 1, thở ra, hạ mông xuống. Chúng ta với dài hai tay, ngực vươn, vai đưa ra sau, không để rụt vai. Rồi vươn cằm lên giữ. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, chúng ta vươn hai tay lên. Thở, đặt hai tay về sau và chúng ta bước chân trái vắt qua bên phải. Rồi chúng ta sẽ xoay luôn bàn chân và ngồi lệch sang mông bên phải nhé. Tay phải mình chống về sau. Đúng rồi, và hít vào chúng ta vươn tay trái, nâng hông lên. Chính xác, thở ra hạ hông xuống thì đưa tay trái thẳng về phía chân. Đây chúng ta sẽ làm nhịp nhỉ. Đúng rồi, hít vào lại nâng hông lên, tay trái qua đầu kéo căng. Thở ra hạ mông xuống, đưa tay trái về trước, mình cảm nhận cái phần eo, không cần nắm chân nhé. Rồi vẫn ngồi lên mông bên phải. Một lần nữa hít vào mông lên, chúng ta sẽ giữ ở đây, kiễng gót chân trái lên nếu làm được. 5, 4, mình cảm nhận toàn bộ lườn và thân bên trái được kéo giãn. 3, cái tay phải chúng ta sẽ khỏe hơn, tay chống. 2, 1, thở ra hạ mông xuống. Rồi chúng ta xoay mặt về đằng trước và gập chân phải vào trong, chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Rồi vắt chân trái qua bên phải, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Đặt tay phải ra phía sau, chách cái mông của mình ra một chút. Rồi hít, chúng ta sẽ nhấn đầu gối phải này, kiễng gót chân trái, đẩy cao hông và vươn lồng ngực hết cỡ lên trần. Tay trái kéo căng ra phía sau, mắt nhìn lên nhá. Giữ nguyên tư thế này và cảm nhận phần lưng được kéo giãn, toàn bộ phần thân trước. 5, hít thở bình thường. 4, 3, 2, 1, thở ra, mình sẽ hạ mông xuống, đưa luôn cái tay trái chống về phía sau, xoay nhẹ người sang bên trái và đặt khử tay phải lên đầu gối, ra ngoài đầu gối. Chúng ta hóp bụng này, xoay cái rốn ra ngoài đùi. Rồi từ từ xoay hết cỡ, người nhìn ra sau, hóp bụng lại, giữ tư thế. Trong tư thế này chúng ta sẽ hít thở nhẹ thôi. Khi cái bụng của mình nó hóp và xoắn như này, chúng ta sẽ không thể hít thở sâu được. 5, 4, 3, 2 và 1, chúng ta xoay trở về trước, thoát thế, hạ tay và buông hai chân về phía trước. Tiếp tục thả lỏng chân. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tư thế con bò mèo để làm mềm toàn bộ cột sống lưng của mình. Và tư thế này cũng rất dễ thực hiện nhé. Chúng ta đưa hai tay về phía trước, đặt tay ở phía trước gối này, thử tay chạm đầu gối. Sau đó chúng ta sẽ đo lên đúng một bàn tay của mình và nâng mông lên, tách nhẹ hai đầu gối đúng bằng mông. Hai tay mình sẽ tách bằng vai, không khép quá cũng không mở rộng quá. Đây là tư thế gần như là chính xác đối với 90% chúng ta. Rồi hít vào, mình sẽ đẩy cao mông lên phía trên, võng lưng xuống và vươn dài cằm lên để uốn mềm cái lưng. Thở thì mình sẽ cuộn mông vào, đẩy lưng lên cao và đưa đầu xuống, nhìn vào rốn, hóp chặt bụng vào. Hít tiếp tục nào, di chuyển mông lên, từ từ võng lưng xuống và vươn dài cổ lên trên. Thở, đưa mông cuộn vào trong, đẩy lưng lên, chúng ta sẽ di chuyển từ dưới lên trên. Một lần cuối hít, chúng ta đưa mông lên, từ từ võng lưng xuống và cảm hướng lên sau cùng. Đúng rồi, thở, chúng ta cuộn mông lại, từ từ cong lưng lên, nhìn xuống, hóp bụng lại. Tư thế này chúng ta có thể thực hiện 10 hoặc 20 lần hàng ngày để giúp cái lưng của mình mềm mại hơn. Chúng ta thực hiện vào buổi sáng nhé. Rồi chúng ta trở về tư thế bình thường. Trở về tư thế bình thường, mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đây chúng ta chống chân phải về phía sau nhé. Chống nhẹ chân phải về phía sau. Cái lưng của mình không để võng và vểnh mông lên, nó sẽ bị đau thắt lưng, cho chúng ta khóa cái lưng lại một chút. Hít vào bình thường này. Thở, chúng ta sẽ đạp căng gót chân ra phía sau và cố gắng mình không bị vẹn mông sang bên nào cả nhé. Cái mông mình ở giữa. Hít vào về giữa bình thường nè. Thở, đạp căng gót chân ra sau. Một lần nữa hít vào, đưa cái hông về vị trí giữa. Thở, đạp căng gót ra sau và mình giữ ở đây, cảm nhận cái bắp chân phải phía sau nó được kéo giãn. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào. Thở, chúng ta xoay ngang gót chân phải ra. Xoay ngang gót chân phải. Đúng rồi, xoay ngang gót chân phải này, chân trái chúng ta chích ra ngoài một chút và hít, nâng tay phải lên, giữ ở đây thôi. 5, 4, 3, 2 và 1, thở, chúng ta hạ tay xuống, đưa chân về vị trí cũ, đổi chân, chân trái mình chống ra sau nào. Rồi nhớ là hóp bụng lên một chút để không bị võng lưng và cái mông không bị lệch sang hai bên. Hít vào, thở,
duỗi dài gót chân và căng gối. Hít vào bình thường, thở ra. Một lần nữa hít vào, thở ra. Chúng ta giữ một lần trong 5 nhịp đếm kết hợp với hơi thở tự nhiên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào. Rồi chúng ta xoay gót chân trái sang ngang và chếch bàn chân phải ra một chút để lấy thăng bằng. Hít nâng cao người lên với giải tay trái lên trần và nhìn lên giữ nguyên. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay xuống. Đưa chân trái về vị trí cũ. Chúng ta trở về đúng tư thế lúc đầu, chống hai mũi chân. Hít vào, thở, duỗi dài lưng lên phía sau. Cố gắng mình chạm gót chân xuống sàn. Căng lưng, chúng ta trùng đầu gối lại. Trùng đầu gối lại cũng được. Chúng ta duỗi dương lưng lên cao hết mức có thể và giữ nguyên tư thế này. Để cho máu lưu thông về vùng đầu và vai nhiều hơn một chút. Hít thở tự nhiên. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít, chúng ta kiễng gót chân và nhìn thẳng về phía trước. Ai làm được chúng ta nhảy, nếu không thì mình sẽ bước từng chân một về phía trên đầu thảm. Và từ từ hít vào, chúng ta uốn mềm lưng, nâng người đứng lên. Chúng ta sẽ làm một tư thế kéo giãn toàn thân. Hai tay vươn lên cao, đan tay lại. Hai chân chúng ta chạm sát vào nhau để cái rìa trong của bàn chân nó chạm vào nhau. Hít, kéo căng người lên, đồng thời kiễng gót chân lên. Rồi để giữ được thăng bằng, chúng ta cố gắng là hóp bụng và cái mông của mình sẽ bóp vào để không bị đau thắt lưng. Căng lên, mắt chúng ta nhìn thẳng phía trước thôi để dễ thăng bằng nhé. 5, 4, thở bình thường. 3, 2, 1, thở ra, hạ gót chân xuống, buông hai tay xuống. Rồi chúng ta sẽ thả lỏng hông một chút nhé. Tách hai chân ra, mình thả lỏng hông một chút. Và xoay ngược lại. Chụm hai chân lại nào, hít vào, chúng ta vươn hai tay lên. Thở, chúng ta gập xuống. Rồi chung đầu gối. Cố gắng làm chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Trước chúng ta ngồi thẳng lưng lên, nhả cái phần cơ gập hông của mình ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta ôm hai tay về đầu gối và hạ gót chân xuống. Hạ mông xuống. Sau đó chúng ta sẽ lăn lưng luôn. Lăn lưng, chúng ta nằm, lăn lưng và bật lên. Tư thế này sẽ giúp cho mình massage toàn bộ cái vùng lưng cũng như là cái đầu gối. Chúng ta ép vào bụng thì nó sẽ massage cái phần cơ quan nội tạng của mình. Chúng ta làm từ 5 đến 10 lần nhé. Sau đó thì mình sẽ nằm xuống, mở hai tay, hai đầu gối co và mình sẽ vặn một lần cuối cùng. Hai đầu gối vặn sang trái và phải. Chân sang bên trái thì mình nhìn bên phải và ngược lại nhé. Sau đó chúng ta... Vậy là bài tập của Thu và huấn luyện viên Hoài Nguyễn ngày hôm nay thì đã kết thúc rồi. Và hy vọng rằng những cái bài tập yoga đơn giản như thế này thì sẽ giúp cho mọi người có một tinh thần lạc quan và sẽ truyền được cảm hứng cho mọi người có thể là tập những bài tập nhẹ nhàng như thế này mỗi ngày.